đại sứ Nga xác nhận Tổng thống Putin sẽ thăm Việt Nam trong thời gian tới. Sáng ngày 15 tháng 5 trong buổi chia sẻ thông tin về Liên bang Nga, đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanik Bejeko cho biết Tổng thống Putin sẽ sớm thăm Việt Nam trong thời gian sắp tới. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Nga Bejeko cho biết Tổng thống Nga Putin đã nhận lời mời đến thăm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi đại biểu hỏi về chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Nga Putin, Đại sứ Bejeko xác nhận Tổng thống Putin sẽ đến thăm Việt Nam trong tương lai gần. Ông Bejeko nói hiện tại ông chưa công bố được thời điểm cụ thể của chuyến thăm nhưng thông tin sẽ sớm được chia sẻ. Đại sứ Bejeko nhấn mạnh Việt Nam về truyền thống, chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Nga, quan hệ với Việt Nam có quy chế quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong buổi chia sẻ thông tin, Đại sứ Nga Bezkov đã trình bày về các xu hướng chính trị và ngoại giao của Nga trong giai đoạn hiện nay. Trong khi đó, đại diện thương mại Nga tại Việt Nam Karinov đã giới thiệu về kinh tế Nga và hợp tác kinh tế, thương mại Nga Việt Nam. Ngoài ra, giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa tại Hà Nội, Murakin, đã phát biểu về hợp tác Nga Việt trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục sự kiện do đại sứ quán Nga tại Việt Nam phối hợp với liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ở Hà Nội. Trước đó, ngày 26 tháng 3, ban đối ngoại Trung ương thông báo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc điện đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm chính thức Việt Nam và ông Putin đã vui vẻ nhận lời. Tin do Trung tâm Tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.